Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn vài mẫu nhẫn nữ thôi. Đó, nhẫn nữ vàng tây nhá. Đầu tiên là mẫu này. Đây, quả này rất đẹp luôn. Đây là toàn mẫu nhẫn nữ tất nhá. Đó. Nhẫn này có trọng lượng bao nhiêu nhỉ? Để mình xem nào. Cái này tượng là một chỉ ba. Tiếp theo nhẫn này, đây là một đá sao các bạn nhé. Đá sao là rất đẹp luôn, nó hình đá sao này. Mình phải dọi đèn này của máy quay mình vào xem cho các bạn xem này. Đó, các bạn thấy không, này thành hình ngôi sao này, chưa sao sáu cánh nha. Sao này sao VIP ấy, ngoài sao năm cánh không. Đó, sao này sao sáu cánh nha các bạn này. Đó, các bạn thấy không, thì mình dọi trực tiếp đèn vào xe thành hình ngôi sao, các bạn thấy chưa, sao này. Đó đấy, người ta gọi là nhẫn đá sao này. Rồi, tiếp theo đây, đánh kiểu mẫu mốt rất là đẹp luôn. Đây các bạn này, đây là mốt luôn nha. Đó, rất là đẹp. Thì tất cả cho các bạn nữ đeo rất là trẻ trung và đẹp luôn. Ồ, tiếp theo là cái này, quá đẹp luôn. Đó, một bông hoa rực rỡ luôn, xanh đỏ trắng vàng nha, đủ các màu nữa. Rồi, đó, quá đẹp luôn. Đó, tiếp theo rồi, tiếp theo là nhẫn này. Đó, các bạn này đẹp chưa. Đó, đẹp chưa, toàn nhẫn đẹp các bạn ạ. Nhẫn này dạng như kiểu nhẫn trên là nhẫn mo mo trong lòng đó, mắc đẹp luôn. Đá này cũng là, cái nhẫn này cũng là đá sao nốt này. Nên là đã sao khi mình dọn đèn vào cái là thành ngôi sao luôn, sao VIP 6 cái luôn này. Đó, cần mình thử dọn lại một lần nữa nha. Đó, bạn thấy chưa, sao 6 cánh nhá. Đấy, sao này sao 6 cánh nhá, 2, 4, 6 này. Đó, phải sao 5 cánh đâu, 6 VIP hơn sao bình thường ấy. Các bạn này, rất đẹp luôn. Cái này các bạn có số 82 là 8/2 đấy. Rồi, tiếp theo là cái này nhá. Cái này mặt đá đỏ này, rất là đẹp luôn. Một hàng này là tất là nhẫn mặt đá đỏ nhá. Tất là những mặt đá đỏ tất. Đó, nó kiểu dáng nó cũng giống nhau luôn. Thì đây là mặt đá đỏ tất. Rồi, đây, đây là mặt đá tròn nhá. Màu đỏ luôn. Đây là, các bạn có thể nhìn dưới đế nó có đánh trọng lượng, số trọng lượng là, đây là 7/6 à, đúng rồi, 7/6, 7,6 là 7/6. Đó, chưa đến một chỉ các bạn nhá. À đâu, hai cái này là, à không phải các bạn ạ, cái không phải 7 mà là số 1, 1 chỉ 6. À, mình nghĩ nhẫn dài dặn này mà nó chưa đến chỉ, nó ra là 1 chỉ 6, nhầm các bạn. Tiếp theo là tiếp như thế này, viền hoa xung quanh này, ôm viên đá kim cương này, lấp lánh luôn, toàn nhẫn đẹp các bạn ạ. Không mua hơi phí. Đây, mẫu này cũng là mẫu, cũng mẫu đấy, hình nghịch ấy. Đó, các bạn này. Rồi,
Đây hình con bướm, cái này tiếp là hình con bướm, bướm bướm nha, bướm bướm tượng trưng cho sự may mắn nha. Đó. Rồi tiếp theo lại đây này, cái này đeo rất đẹp luôn này, đeo rất là chất luôn. Đó, mình thử đeo luôn cho bạn xem này, nhưng mà tay mình con trai hay xấu. Đó. Rồi đây này, cong này, ông cóc này, hay ông cóc ngậm tiền này, hay là ông cóc ngậm tiền nhá. Rồi đây là một đá trắng này, theo rồi. Đó đây ngay như này tận cuối cùng này được ra đẹp luôn, đều đẹp tất. Đây là nhỏ gọn, những cái như này rất là nhỏ gọn nha. Rồi. Này cũng là đá sao luôn các bạn này. Đây là đá sao xoay vào thành đá sao luôn này. Rồi. Rồi. Ok. Đây mình quay cận cảnh cái khay này cho các bạn xem luôn. Phóng lên thì nó có thể nó hơi nhiễu một chút nên mình không phóng. Rồi. Tôi nhận đeo các bạn ạ. Rồi. Tức là thể loại luôn, như thể loại rất là mốt các bạn nhé. Đang rất là mốt nha. Ok. Rồi. Còn này. Đó, nhiều chưa? Cả có mỗi luôn này. Đây mình chỉ bật flash đi nha, bật đèn của máy quay lên nha. Đấy, xem như là cái nào đá sao sẽ hình ngôi sao lên. Đó, các bạn thấy chưa? Ờ, hình như phải mỉm cầm lên vì đèn nó dọi vào như thế được. Nó cái này thế này. Thế nên là không phải đá sao, nên là nó chỉ ngôi sao. Cái nào đá sao sẽ là sao. Đó, cái này lên sao rồi. Sao 6 cánh các bạn này. Đây sao nhá. Cái này là sao này. Đó. Sao đấy. Cái này cũng vậy này. Là sao này. Rồi. Đó, thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Thì mình xin kết thúc video đây nhá. Chào tất cả các bạn. À, các bạn thấy nếu thấy các bạn thấy hay thì hãy nhớ bấm nhấn đăng ký kênh nhá để nhận những video mới nhất của mình nhá. Chào tất cả các bạn nhé.